Người Việt Nam mình không những là khéo nấu khéo nướng mà còn khéo kể chuyện. Đằng sau mỗi món ăn đều có một cái câu chuyện, một cái văn hóa, trong đó có cả văn hóa cuộc sống của con người nữa. Mỗi một nơi là có một đặc trưng riêng theo cái đặc tính địa lý và khí hậu của từng vùng. Không chỉ những người du lịch bình thường mà cả những người làm đầu bếp chuyên nghiệp đều đánh giá rất cao và đều thích ẩm thực Việt Nam. Ngon. Beautiful. Absolutely beautiful. So good. Tất cả những cái yếu tố đó đều cấu thành cái món ăn của Việt Nam. Nó mang hương vị, mang hơi thở, mang tâm hồn của người Việt Nam ở trong đó. Traditional Vietnamese food mirrors the thousands-year-old culture from the north to the most southerly tip of the small but beautiful country. Each delicacy is created from the lives of Vietnamese people nationwide. Món ăn phản ánh đời sống hàng ngày, đời sống canh tác nông lâm ngư nghiệp hàng ngày, cuộc sống văn hóa giao lưu hàng ngày. Không có gì bằng nếu như mà chúng ta bắt cái con cá ngay trước ở cái sông ở nhà, thế rồi ra đằng sau vườn làm nồi canh tập tàng những loại rau đó. Đấy, thôi rồi kéo vó lên thì lại được những con tép. Cái sự tươi ngon nó nằm ở ngay trong cái sinh hoạt hàng ngày. Nó đi vào văn hóa, nó đi vào cái dinh dưỡng, nó đi vào sức khỏe con người. Chính thế là cái sự tươi ngon ấy là một trong những cái đặc trưng của ẩm thực Việt Nam vì sự sẵn có và sự ưu đãi của thiên nhiên. Vietnam is the second largest rice exporter in the world. Therefore, rice plays an important role in Vietnamese cuisine. Vietnamese have used rice in their cooking for generations, accompanied by green vegetables, meat and fish. Thì hàng nghìn năm nay rồi. Việt Nam thì trong đất nước nói chung chúng ta thì là nền văn minh lúa gạo đấy. Nhờ có lúa gạo nên chúng ta trải qua mấy cuộc chiến tranh rồi lịch họa. Và nhờ gạo đó thì chúng ta đã làm được những món ăn vô cùng là ngon. Mà nhờ gạo đó mà những món ăn ngon đó lại là chính là những cái chứa đựng những cái câu chuyện văn hóa, ghi lại những dấu ấn lịch sử. As Vietnamese cuisine's rice cake with the longest history, the Bon Chung holds a special place in the hearts of the Vietnamese community. Each Lunar New Year, in the changeable spring weather, family members gather and prepare a meal with many dishes imbued with national identity. Trong những ngày lễ Tết, trong những mâm cỗ thì lại không thể thiếu đi được bánh chưng. Chúng ta không quên để nhắc đến một cái sản vật mà từ cái thời đầu tiên dựng nước của đất nước ta, đấy chính là vua Lăng Nghiêu dâng bánh chưng bánh dày lên trên ông cha. Chúng ta đã sử dụng gạo hàng ngàn năm nay rồi và những cái biến thể của gạo đã được thay đổi và nâng tầm lên thành những cái món ăn, những cái sản phẩm rất là khác biệt. Có thể nhìn thấy cái sự thăng hoa của hạt gạo được nâng tầm lên một cái đẳng cấp rất là khác với một cái bát cơm nhỏ như này cho đến một cái bát phở đến hàng trăm đô của những cái nhà hàng cao cấp, một sao đến ba sao Michelin. Now seven different kinds of beef, and each one is cooked differently. So we have also wagyu inside. We use an U.S. beef rib that we cook for 24 hours. Our broth is a two-day cooking process. So we go through a very meticulous cooking process to do something that is special. With the $100 pho, we do something that's a little bit crazy. First, it's a bit of a shock to people. So we have probably the most expensive pho in the world, right here in Saigon. When people traveling or they come into Vietnam from other places, I think it's about the experience. Food is very important too, but in the end of the day, it's something we eat.
And I think with $100 pho, 100 banh mi, number one, we create curiosity in people. They wonder what this thing is. Because of that, they want to try. They want to know. When people travel, they eat many things or they spend a lot of money, but they sometimes don't remember the experience. So with the $100 pho, 100 banh mi, I can tell you, they will remember, if not the price tag. Ẩm thực Việt Nam mà thu hút được tất cả những cái bạn bè thế giới, đồng thời là làm cho người Việt rất là yêu thích cái nền ẩm thực của mình, thì nó không chỉ đơn giản giống như bình thường ẩm thực, nó đơn giản chỉ là ăn uống thôi, mà ẩm thực của Việt Nam đặc điểm chung của tất cả mọi vùng miền đấy là đằng sau mỗi món ăn đều có một cái câu chuyện, một cái văn hóa liên quan tới cái giá trị, cái đặc thù của quốc gia. Và khi du khách họ đến đây, họ không chỉ ăn uống, họ không chỉ thưởng thức ẩm thực Việt Nam, mà họ đang chiêm ngưỡng cả một cái nền văn hóa ẩm thực của Việt Nam, trong đó có cả văn hóa cuộc sống của con người nữa. Using rice as a basic material, Vietnamese people have created many rice noodles with different shapes, sizes, and flavors. Each type of rice noodle is created by locals with different ingredients, broths, and spices to devise interesting noodle variations. In addition to pho, there are vermicelli, thick noodles, or hủ tiêu. This is an amazing bowl of noodles. This dish is only 7,000 Vietnam dong, and I cannot believe it. This dish should be so much more. Oh. There is so many textures and flavors in this little bowl. It's very fresh from the lemongrass. Yet when you add a lot of chili, it's really hot, spicy, and energizing. And then there are those delicate noodles, rice noodles, that balance it very nice. The Hue Citadel is known as the culinary capital thanks to its many delicious and famous rice dishes. In addition to iconic Hue dishes like Bon Bo Hue and Cam Hen, you can't miss the special cakes in this city, including Bon Bio, Central Style Steamed Rice Cake, Bon Lock, Clear Shrimp Dumpling, Bon Nam, Vietnamese Tamale, and Bon Ramit, Sticky Rice Dumplings. Những món bột gạo như là bánh nậm, bánh bèo, rất rất nhiều những loại bánh, đúng không ạ? Bánh nếp, bánh tẻ. Nó cũng là một cái đặc trưng mà không thể thiếu được trong cái nền ẩm thực Việt Nam. Không chỉ cơm chiếm ở bữa chính, bún phở thay thế cơm, mà trong tất cả các cái khung giờ snack, khung giờ ăn chơi, các loại bánh từ gạo, đúng không ạ? Bánh inh, bánh khảo, bánh chả, tất cả những cái thứ đó đều làm từ bột gạo. Ẩm thực Việt Nam có những cách làm khác nhau để cho cuộc sống chúng ta thêm phong phú hơn, nhiều sự lựa chọn hơn, và đôi khi nó còn mang cái tính là mùa và vùng miền để thích hợp với cả những cái nguyên liệu địa phương. Đó chính là sự phong phú và sự phát triển của ẩm thực lúa gạo. Bon Xeo, Vietnamese pancake, is a traditional rice favorite nationwide. Each region has its style of cooking Bon Xeo, which results in different flavors. Diners can tear the pancake into small pieces, wrap one piece in a lettuce leaf into a roll, and dip it into a sweet and sour fish sauce. That bowl of sweet and sour dipping sauce has a special ingredient considered the essence of Vietnamese cuisine. Nước mắm là cái phần linh hồn của bất cứ một cái món ăn nào của người Việt Nam. Vậy chúng ta có nước mắm từ cá này, có nước mắm từ cua này, hoặc là từ mực. Đấy là những cái thứ mà rất là khác biệt và nó mang lại cái trải nghiệm cực kỳ khác. Chúng ta có thể dùng để làm nước chấm hoặc là nấu ăn cho các cái món ăn hàng ngày của chúng ta. Tôi nghĩ là nó là một phần văn hóa, nó là một phần mà đã gắn liền với cuộc đời chúng ta rất là lâu rồi. Fish sauce is very important to me as I was born and raised in Vietnam, and I love the taste of it, the pure taste of it. It's not just not only bring the nutrients, nutritional value to it, but presenting the roots of Vietnamese.
I'm still learning about Vietnamese cooking. It's outrageous. It's so much going on out there. And the Vietnamese cooking is different from one area to another. For example, in central Vietnam, they eat really, really spicy. In the southern, they eat very sweet. In the north, they're a bit more balanced with the sour and the sweet together, and a little, maybe less chili. The dipping sauce for nước chấm, for the chả giò nem, which is Han Hoa Noi, it has that bitter garlic, the sour from vinegar or lemon juice, and sweet with a little bit of sugar, and then there's fish sauce. Well, in Saigon, it's the same thing, more or less one ingredient than the other. Cái bát nước mắm đó nó thể hiện được toàn bộ những cái đặc trưng về địa lý, về lợi thế của Việt Nam. Cái việc mà ủ mắm làm từ cá và muối, phơi nắng, phơi xương ở trong cái khoảng thời gian rất là dài như thế nào được gọi là trượp, thì ở đó nó thể hiện được rất là nhiều thứ. Đầu tiên là nó thể hiện được một cái đặc trưng địa lý của đất nước mình. Cái thứ hai, nó thể hiện được cái tính cách, cái sự cần cù và những cái chế biến rất là thủ công để tạo ra một cái sản vật của cái nền ẩm thực của một đất nước. Cái câu chuyện nước mắm ấy thì nó không những chỉ đơn thuần chỉ là một món ăn đâu, mà nước mắm thực ra là ăn sâu vào đời sống chúng ta rất là lâu năm rồi. Khi mà thấy một cái bát nước mắm chung ở như vậy thì chúng ta cũng nhìn thấy là một cái sự sẻ chia, đó là tính cộng đồng trong gia đình. Thì khi mà các mâm cơm khi bê lên thì bao giờ cũng bát nước chấm là chấm chung, đó chính là cái dấu ấn, một trong những cái đặc tính của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Bát nước mắm chính là một cái hình tượng, một cái biểu trưng rất là lớn của gia đình Việt Nam. Nó mang tính kết nối mọi người lại với nhau. Những cái thành viên trong gia đình họ gắn kết được với nhau là do tình cảm, tình yêu thương của bố mẹ, của ông bà gắn liền vào đó. Đó là một cái biểu trưng, một cái biểu tượng của gia đình Việt Nam rất là rõ ràng. Unlike Western cuisine, which uses meat as the main ingredient, Vietnamese cuisine is characterized by using fresh ingredients and low fat content. The dishes are mainly boiled, steamed, stewed, braised to keep the nutrients of the ingredients intact. Vegetables, especially herbs, are used a lot, creating dishes that are diverse in taste and healthy. Vietnamese cuisine is also considered one of the world's healthiest. Ẩm thực của đất nước chúng ta được tôn vinh, được yêu thích về cái tính lành mạnh. Rất là nhiều báo chí, kể cả quốc tế, nói về cái tính lành mạnh, cái tính cân bằng trong ẩm thực Việt Nam. Đấy chính là sử dụng rau thơm và các loại rau ăn lá rất nhiều trong các món ăn. Cho nên ẩm thực của chúng mình nó rất là rõ nét được cái tính tươi ngon và lành mạnh ở trong từng món ăn, đặc biệt là những món cuốn. Ngày xưa các cụ nói là không để lại cái gì ngoài một di sản, đấy là chính là khu vườn. Sức khỏe ngay nằm ở trong khu vườn đấy. Nếu mà biết cách ăn hàng ngày và ăn đúng như các cụ là mùa nào thức đấy, ăn đúng, ăn đủ, vị thuốc nằm ở ngay trong vườn nhà. The herbs in Vietnam are the base of the Vietnamese cooking, and it's too many because you cannot remember all the herbs in Vietnam. I try to keep a track. I got my book with dry herbs, with a name in Vietnamese, in English, in French if I can find. Even after 13 years in Vietnam, I still find some new herbs. Some are for food and some are for medicinal or something. Nếu mà bạn ăn một bữa ăn Việt Nam thì bạn thấy là có khi đến 5, 7, 8, 9, 10 thứ rau. Nào kinh giới, nào là tía tô, nào giá đỗ, đúng không ạ? Thế nào bạc hà đó, nó dần là rau mùi đó. Rõ ràng đó là lợi thế gia vị tươi.
nó còn ngoài tính dược tính, nó còn đem cái vị tươi ngon nữa, nó làm tăng hương vị mà nó không bị cản trở, nó không làm đi mất cái vị chính của những cái món ăn. Các loại rau thơm là một cái nét đặc trưng vô cùng phổ biến ở Việt Nam. Khi bạn đến bất cứ một cái nhà hàng nào hay là đến một gia đình người Việt Nam nào đó để thưởng thức món ăn thì gần như là trên mâm cơm lúc nào cũng xuất hiện một cái phần rau thơm rất là thú vị. Và trong đó chúng ta có thể ngửi được hay là cảm nhận được rất là nhiều những cái hương vị khác nhau. Mỗi một cái vùng miền khác nhau, chúng ta sẽ thấy là cái rau gia vị rất là đặc trưng, nó mang cái tính vùng miền rất là cao. Ví dụ món phở cuốn ở miền Bắc chẳng hạn thì chúng ta thường là sử dụng húng lủi này, hoặc là húng láng này, rồi thì rau mùi ta rất là nhỏ, thơm. Nó cuộn với cả thịt bò và cái bánh phở bên ngoài. Khi mà ăn thì lại liên tưởng ngay đến cái món phở nước, nhưng mà nó lại khô và nó là một cái trải nghiệm rất là khác của người Hà Nội. Khi đi đến miền Trung thì chúng ta nhìn thấy một cái đĩa rau cuốn, rồi thì có nem lụi, rất nhiều các loại rau khác nhau, nó thêm vào làm cho cái đĩa đồ ăn nhìn rất là phong phú, và cái hương vị đấy nó rất là đặc trưng kiểu của người miền Trung. Vào đến miền Nam thì là bánh xèo rất là to và có cực kỳ nhiều các loại gia vị và phong phú hơn rất nhiều. Vietnam has a diverse cuisine, especially street food. Visitors to Vietnam can easily find attractive dishes without stepping foot in luxury restaurants. Tôi nghĩ là bất cứ một ai khi đến với Việt Nam và tìm hiểu món ăn Việt Nam và thưởng thức nó thì đều muốn tìm hiểu về câu chuyện, tìm hiểu về nguồn gốc cũng như là cái cách nấu, cái phương pháp nấu đó. Greatest soup in the world. Look at that, man. That is just unbelievable. Blood cake? Blood cake. It just, I mean, this is a sophisticated and complex It's no coincidence that the iconic Anthony Bourdain had to utter an exclamation about street food with its rich and strong flavors from bones that are stewed for 14 hours, and its pure white noodles, beef, meatballs, pig's trotters, banana flowers, bean sprouts and herbs. You live in a great country, man. Any country that could produce this is a superpower as far as I'm concerned. Shells tossed with a wild swirl of mung beans. Cái điểm mà thú vị và hấp dẫn người nước ngoài đấy là cái tính khác biệt. Mọi người nhìn thấy mỗi cái khung cảnh, đường phố, con người hay là cái thời tiết, khí hậu khác nhau thì mọi người dễ bị hấp dẫn bởi những thứ đó. Các bạn nhìn những cái người mà ngồi trên phố ăn những món ăn bình dân, ngồi trên những cái ghế rồi thì sử dụng chính cái ghế đó làm cái bàn ăn, đó chính là cái điểm hấp dẫn. Cái ẩm thực đường phố nó tượng trưng cho cái văn hóa, đó là chúng ta thích chia sẻ, chúng ta thích thưởng thức đồ ăn ngon, nhưng đồng thời nó cũng nói lên là ẩm thực đường phố nó cũng là một thu nhập của rất nhiều hộ gia đình, và những hộ gia đình ấy thường ăn rất giỏi, mà đa phần người Việt Nam mình đều ăn rất giỏi. Cả những cái gọi là ẩm thực đường phố của Việt Nam thì hầu hết những người mà bán những cái hàng ở đường phố đó đều là những người đã làm, đã bán cái món đó rất lâu năm mà được gọi là gia truyền. Họ chỉ tập trung vào một cái món đó. Ở đó họ không chỉ có cái sự chăm chút, họ không chỉ có cái sự tập trung, họ không chỉ có cái sự nhuần nhuyễn thành thạo của cả một cái khoảng thời gian, cả một đời, thậm chí là nhiều đời. Họ đã từng làm, từng đúc kết, từng rút kinh nghiệm lên cái món đó. Họ biết là làm như thế nào để nó được một cái món ăn, nó đạt được cái phong vị tốt nhất, đạt được một cái màu sắc tốt nhất và cái cấu trúc tốt nhất tới tay người ăn. March 24th, 2011 is the day the word banh mi was officially included in the Oxford Dictionary. It is defined as a long baguette with cold meat and butter or cheese with Vietnamese ingredients such as herbs, green onions, coriander, pâté, pork or chicken added, and a little sauce sprinkled with salt, pepper, and chili to create a taste explosion. There are thousands of banh mi sellers in this country,
And me myself, I guess I tried dozens, if not over 100 of this most popular sandwich in the world. What is special about banh mi is the baguette, the French influence on Vietnamese cuisine. With the banh mi, we take a sandwich which is already one of the best sandwiches in the world already. With different pork products inside, with a light baguette, with the Vietnamese herbs and pickle. But what we add is we add a little bit of luxury to that with the French foie gras, Italian black truffle, and then a little bit of caviar on the side, for example, to change the experience of eating the banh mi. Vì sao có giao thoa và vì sao chúng ta học tập và cảm quá trình chúng ta lại biến thành món ăn chúng ta? Thì đấy chính là một quá trình tự cân bằng. Chúng ta cân bằng với nguyên liệu này, rồi cân bằng với cả cái điều kiện về vị trí địa lý, với cái thời gian mà cuộc sống, và đặc biệt là cân bằng để làm sao ăn cho khỏe, và trong đó có yếu tố âm dương. Healthy and balanced dishes are undoubtedly one of the most appealing characteristics of Vietnamese cuisine. Whether a meal with many dishes or just a simple dish like banh nhoc, it always has all these properties. Em chào chị. Hôm nay đặt hàng không chị? Chào em. Vâng. Cho em một bát bát bún ốc đầy đủ đi. Ốc to nhá. Vâng. Rồi. Em ăn luôn nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Vâng. Người Việt là cái người mà làm nông nghiệp và do vậy nên là hiểu biết về tự nhiên, về đặc tính của tự nhiên. Và từ cái hiểu biết cái đặc tính của tự nhiên đấy thì lên mâm cơm của người Việt ấy thì rất là phong phú, sinh động. Và có thể nói là ẩm thực của người Việt ấy là sinh động nhất. Người Việt từ xa xưa đã biết phối hợp rất là nhiều những cái món ăn hay là những cái gia vị khác nhau vào trong một cái món ăn. Trong cái món bún ốc đó thì nó đầy đủ các cái màu sắc. Ví dụ như là đỏ của hồ cà chua nhá, vàng của con ốc này, đen của con ốc này, rồi là cái váng mỡ nó cũng tạo nên cái màu sắc vàng nhá, hay là cái màu xanh của hành này, rồi là màu xanh của cái rau sống này. Ngoài ra thì có những cái màu khác phụ họa như là màu đen là màu con ốc rồi, nhưng màu đen nó cũng là cái màu của rau tía tô. Bát bún ốc mà không có cái lá tía tô thì ăn cũng mất ngon. Hay là cái hoa chuối thì nó cũng là cái màu sẫm sẫm tím tím. Thế thì rõ ràng là trong một cái bát bún ốc như thế thì nó có rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau, và từ những cái màu sắc đấy nó có những cái hương vị khác nhau để tạo nên một cái ngon mắt và ngon miệng cho con người. With a huge culinary treasure and a long-standing cultural history, Vietnamese people have created countless unique dishes. CNN channel once praised Vietnam as a food paradise. The world travel magazine Lonely Planet rated Vietnam as one of the most rewarding culinary tourism destinations. With a variety of delicious dishes and distinctive cooking, Vietnam has become the world's kitchen.